Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang đứng ở trên bến phà An Bình, nối giữa thành phố Vĩnh Long và bốn xã Cù Lao bên huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em sẽ tiến hành trao tấm lòng của những nhà hảo tâm, sẽ gửi những cái phần quà chỉ định đến với những hoàn cảnh mà em đã từng may mắn bắt gặp, cũng như là có những cái sự hỗ trợ. Thì địa điểm mà gửi hỗ trợ ngày hôm nay thì em sẽ ghé bên chùa Tiên Châu. Nhưng mà trước khi đi đến đó thì em đang ở trên bến phà bên đây, thì em có gặp là chị Nhung, là một trong hai hoàn cảnh mà có con bị bệnh bại não còn lại ở tại thành phố Vĩnh Long. Thì ngày hôm nay sẵn gặp chị ấy ở trên phà này thì em cũng sẽ hỏi chị ấy một vài câu và trao tấm lòng của nhà hảo tâm đến với cho chị ấy luôn, để cho chị ấy khỏi mất công phải qua chùa Tiên Châu. Còn khi mà em đến chùa Tiên Châu thì em sẽ tiến hành hỗ trợ đến cho bé Bảo An mà bé bị mổ mắt ở tại Chợ Lách, Bến Tre. Thì em mời bé ấy xuống chùa Tiên Châu Vĩnh Long để em dễ dàng trao tấm lòng của nhà hảo tâm luôn. Dạ, đây là chị Nhung. Dạ, chào chị Nhung. Dạ, chào. Dạ, mới đài thì sức khỏe bé như thế nào rồi chị? Dạ, bé nó cũng khỏe rồi anh, nó đỡ nhiều rồi. Dạ, dạ, cũng chúc mừng dạ. Chị ha. Dạ. Kể từ Tết xong tới giờ thì một ngày bây giờ chị bán được bao nhiêu tờ? Dạ, em cũng bán 240. Mấy dạ. Ngày lễ với Tết thì em lấy thêm em bán. Dạ. Giờ bán thì nó hơi chậm hơn hổng rồi. Dạ. Chậm rồi. Có nghĩa mình về hơi trễ hơn đúng không? Dạ. Dạ, chứ hồi Tết thì gần như ai bán cũng ngon dạ. Hết ha. Dạ. À, rồi bữa nay chi tiền đâu rồi chị? Chỉ chi tiền chỉ đi về quê thôi. À. Dạ. Vậy là chị về mấy ngày rồi? Dạ khoảng 4 ngày. 4 ngày rồi. Dạ. Dạ. Thì hôm nay chia sẻ luôn với cô chú anh chị cũng như chia sẻ chị ha. Dạ. Bữa nay là chị và chị Tuyền là hai hoàn cảnh mà không may mắn là có con của mình bị bệnh đó. Dạ. Thì là được tiếp tục sự yêu thương của nhà hảo tâm tiếp theo. Dạ. Thành ra ngày hôm nay thôi em cũng sẽ thay mặt nhà hảo tâm để gửi luôn cái phần quà cho chị. Chị cũng ngồi trên chiếc phà này đi rồi hồi chị quay lại bờ Vĩnh Long nha. Dạ dạ. Dạ thì ngày hôm nay sẵn đây em gửi luôn cho chị để chị khỏi mất công qua chùa Tiên Châu ha. Dạ. Rồi, bữa nay thì em chia sẻ chị như thế này. Dạ. Bữa nay em sẽ thay mặt cô Ánh. Cô Ánh này cô Ánh khác nha. Dạ. Chứ không phải cô Ánh Đặng mà tặng cho chị tiền là không phải nha. Dạ. Đây là cô Ánh, là một trong những nhà hảo tâm cũng gửi những cái phần quà cho những hoàn cảnh khiếm thị. Dạ. Cũng như là khuyết tật trong khoảng thời gian hơn một năm qua. Dạ. Thì lần này cô ấy về Việt Nam, tuy nhiên thì cô ấy không có dịp mà ở bên Vĩnh Long để tận tay trao tấm lòng của chị. Dạ. Thành ra ngày hôm nay cô Ánh này là ở tại Cần Thơ. Thì cô ấy có gửi đến cho em cái phần quà để gửi dạ. đến cho chị dạ. cũng như là chị Tuyền dạ. thì một cái phần tiền nhỏ nhỏ thôi dạ. Thì cổ ít nhưng mà tấm lòng của cô ấy rất là lớn dạ. thì cô ấy gửi tặng cho chị cũng như là chị Tuyền thì số tiền là 2.500.000 dạ. là mỗi người sẽ được 1.250.000 dạ. thì có gì là chị khi nào gặp chị Tuyền thì chị chia ra ha dạ, dạ. Thì đây là tấm lòng của cô Ánh muốn giúp đỡ cho chị trong cái khoảng thời gian đỡ vất vả trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ. Giờ đây là tấm lòng của anh em gửi đến chị. Dạ, cảm ơn cô Ánh nhiều. Dạ. Dạ. Khi mà chị thấy mà qua Tết mà chị vẫn còn được sự yêu thương của nhà hảo tâm như thế này thì chị cảm giác như thế nào? Dạ, mừng lắm. Cảm ơn cô Ánh nhiều lắm cô Ánh ơi. Dạ. Mẹ con cũng đi buôn bán thì mà ngày ăn cũng hết rồi mà được cô Ánh thương giúp đỡ gì á, con mang ơn cô nhiều dữ lắm, chúc cô nhiều sức khỏe cô Ánh rồi. Dạ. Cảm ơn cô. Cái này cũng bằng so ra cũng bằng khoảng 6 ngày bán của chị. Dạ. Dạ thì coi như là cũng đỡ được phần nào đó cho dạ. mẹ con chị trong tuần sắp tới. Rồi chúc mà chị mẹ con chị sẽ phục hồi nha. Dạ. Buôn bán đắt trong thời gian sắp tới nha. Dạ. Cảm ơn anh Minh. Dạ rồi. Rồi chị tiếp tục đi bán nha. Dạ. Có gì nhờ chị gửi đến cho chị Tuyền nha. Dạ dạ. Cảm ơn chị. Anh Tính ơi, anh đẩy vô tay lên trên rồi hồi anh đẩy gì thì anh ở trên bến phà luôn, anh đẩy gì tiền ngược lại nha. Ủa đẩy cho chị Nhung lên ngược lại lên trên bến phà nha. Vậy là chị đợi chút xíu nha. Yeah. Nó đang buồn ngủ mà chị. Nó vậy đó anh Minh, nó khó ngủ lắm. Cô chú anh chị có thể thấy là đây là cái công việc của chú Tây, thường sẽ chở đồ cho những cái khách ở bên bốn xã Cù Lao An Bình, chở đồ từ Vĩnh Long qua bên bốn xã Cù Lao An Bình.
ta dở độ cũng khá là nặng, thành ra là cần phải có tính đẩy lên thôi chứ gì. Có bộ nặng đó chú à. Đồ bộ tụng xe hả? Cái này nặng lắm. Đi về rồi, em mời cô chú anh chị cùng vô chùa Tiên Châu chung với em nha. Rồi chào anh. Dạ không, bữa nay phát theo chỉ định. Ủa vậy chị so ra là chị tới sớm hơn em nghĩ ha. Dạ mới tới luôn hả? Vậy rồi thôi có duyên rồi. Cô chú. Chào con. Dạ. Ngoan, hôm nay nhìn mắt tốt quá rồi nè. Dạ. Dạ, rồi bây giờ chị với cô ngồi đi rồi em ngồi ké luôn. Dạ thôi, ngồi đây cho mát nè. Lâu lâu mình phải đổi cái khung cảnh chút xíu để cho nhà hảo tâm coi. Dạ. Ngồi đi con. Rồi, bé Bảo An. Dạ. Đâu, cho chú xem mắt nào. Có thể nào cởi, con cởi nhẹ nhẹ mắt ra cho chú xem. Để nhà hảo tâm xem nha. Đây cô chú anh chị xem mắt của bé Bảo An nè. Thì mất cái miếng đó rồi. Bây giờ kế bên nó thì vẫn còn nó hơi đỏ đỏ thôi. Không sao, cái đó từ từ nó sẽ lành. Còn cái trắng trắng thì đã mất rồi nè cô chú anh chị. Ôi chị mừng quá. Dạ rồi đeo kiến vô đi cô. Dạ đeo kiến đi cô. Rồi bé Bảo An cho chú hỏi bài câu nha. Dạ. Hôm bữa con đi bệnh viện á thì con có sợ không? Không. Không có ha. Rồi con vô bác sĩ khám con á, rồi bác sĩ mổ cho con thì con có đau không? Không. Không có đau luôn hả? Dạ. Dạ giỏi dữ vậy nè. Ủa nó quậy muốn banh cái nhận không? Ủa vậy hả? Dạ thôi chị qua bên đây em hỏi trước một cái đi nha. Dạ tại vì cần phải một vài thông tin á, hỏi về cái tình trạng của bé Bảo An. Hôm bữa là chị chở bé bên ngày nào? Dạ. chở lên Sài Gòn bữa mấy tây? Dạ ngày bữa 4 tây. Bữa 4 tây. Dạ. Là lên thì lúc đó thì bác sĩ kêu như thế nào ạ? Dạ làm giấy tờ. Làm giấy tờ. Dạ. Nhập viện là dạ. Tới mấy tây là mình mổ? Dạ qua ngày sau. Qua ngày sau. Dạ. Thì mổ từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Dạ nó vô lúc đó không biết vô mấy buổi giờ. Buổi sáng hay buổi trưa? Dạ buổi sáng. Dạ. Cảm ơn anh Trực. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ rồi buổi sáng. Dạ. Rồi tới mấy giờ mới xong? Dạ tới 1-2 giờ. Là tới buổi trưa. Dạ tới buổi chiều tại vì nó bị thiếu máu rồi với cơ thể nó không được khỏe rồi ta chụp thuốc mê đi ra rồi nó không tỉnh. À. Nó nằm hoài nó không tỉnh. Rồi tới mấy giờ?
Rồi tới 12 giờ mấy nó mới tỉnh rồi. 12 giờ mấy ngày hôm sau hay là trong ngày? Dạ, hôm trong đó? Ngày đó luôn. Dạ. Rồi xong rồi phải nằm ở đó cho bác sĩ theo dõi rồi mới cho xuống trời. Dạ. Là mới xuống phòng riêng. Dạ. Rồi xuống phòng riêng thì ở tới mấy ngày ạ? Dạ, ở tới bữa không phải mượn mấy tay quên là bữa em có chụp hình gửi cho cô luôn, hình như là bữa 8 tay. Dạ. Bữa 8 tay. Là coi như là chị ở từ bữa 5 tay là mổ. 6 7 8, 8 tay là mới được về hay là dạ mới về á. Mới về là 8 tay, bữa nay là 10 bữa nay tới 17 em 18 tái 19. Em đi tái khám một lần. À đã đi tái khám một lần luôn. Dạ. Vậy là coi như là kể từ lúc mà bé về là 11 ngày. Dạ. Rồi bác sĩ lúc đó hẹn chị như thế nào? Dạ một tuần để đi tái khám lại tại vì ở trong mắt nó đặt cái gì ở trong con mắt. Ồ. Hiện giờ chưa có lấy ra anh. Ủa giờ có đặt cái gì nữa hả? Dạ, có đặt miếng kiến gì trong con mắt rồi 2 tuần. Kiến chồng thì không biết, nữa giờ 2 tuần lên bác sĩ mới theo dõi rồi anh cái. À. Dạ. Vậy là hôm bữa thì cái chi phí mà toàn bộ mà lúc mà mổ mắt. Dạ. Thì nó mình đóng bao nhiêu ạ? Dạ 11 triệu mấy. 11 triệu mấy. 13 triệu mấy rồi từ cái bảo hiểm ra là còn 11 triệu mấy. Dạ. À, nằm ở trong bệnh viện á. Vậy là cơ bộ mình trừ được 20%. Dạ. Dạ. Chắc có lẽ là do mình đi dạ. À, sai tiếng hay như thế nào mà mình đóng đó, cao dữ vậy? Ở trong hay đó là... thì nó cũng để bảo hiểm đồ ấy rồi, à, em cũng không biết nữa. Chắc có lẽ là chuyên mục mổ mắt này nó nằm khác ở ngoài cái chuyên mục bảo hiểm hay sao ha. Dạ, dạ. Vậy sau ra là chị đóng 80%. Dạ. Là 11 triệu mấy. Dạ. Dạ, còn tiền xe thì hết bao nhiêu ạ? Dạ, tiền xe, tiền ăn uống rồi lo cho nó luôn. Thì em về em cũng còn cũng tiền xe ăn uống nó luôn hết 1 triệu mấy, 2 triệu. Rồi về em còn tiền đi tái khám cho nó. À. Tái khám cho nó rồi bác sĩ cho thuốc ra ngoài mua. Tại vì nó bị thiếu máu ở trong bệnh viện nó không. Dạ. Em ra ngoài mua thuốc thêm. Bệnh viện thì nó cho. Dạ. Bây giờ là đi tái khám là mình tốn tiền nó mình cho. Chịu nó dạ. Cho. Là hôm bữa là chị đi tái khám nếu mà một tuần là bữa 15 ha. 15 tay. Dạ. Chị đi tái khám về là mình mua thuốc thì hết bao nhiêu? Dạ hơn 1 triệu mấy. Dạ, là, đó là tính tiền xe luôn chưa? Dạ tính tiền xe luôn á. Dạ. Rồi lên đó bác sĩ nói tái khám xong rồi bác sĩ nói như thế nào về tình trạng của bé ạ? À? Nó chưa được ổn lắm, 2 tuần nữa tái khám lại. À, nhưng mà có điều là bác kể từ lúc mà bé mổ mắt tới giờ thì cái thị lực bé có khác biệt gì không ạ? Nó mờ. Nó mờ chắc có lẽ là do gắn cái kiến đó, đó. Cái kiến đó ha. Ừ, bữa đó em tốn một tuần lễ rồi là bác sĩ gỡ ra và bác sĩ chưa gỡ cái chưa đó, gỡ. Chưa ổn. À, có nghĩa là chưa có được trở lại bình thường. Nói chung cái đó thì chắc có lẽ là để che bụi đó. Nghe chứ cũng không, không có gì đâu. Tại vì bác sĩ đã làm thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Dạ. Mình thì mình không có rành. Mình hỏi nhiều thì bác sĩ bị cự. À, bởi thành ra thôi. Không dám hỏi. À. Cho nên hỏi là hỏi có gỡ đó bác sĩ nó 2 tuần nữa lên đi rồi. Rồi mới tính tiếp. Mới tính tiếp. Chứ cũng chưa chắc. Dạ, không dám hỏi nhiều. Dạ. Vậy là mấy ngày cái chi phí của nhà hảo tâm hỗ trợ và một lần đi tái khám rồi ăn uống rồi xe cộ rồi thuốc men thì bây giờ hiện tại chỉ còn bao nhiêu? Dạ em còn 2 triệu mấy. Còn 2 triệu mấy. 2 triệu mấy là em để dành 2 tuần nữa đi. À, dạ. Cho ra là chị và bé cũng là có một cái phần phước rất là lớn. Dạ. Khi mà nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho bé về cái vấn đề mà mổ mắt, dạ, chi phí đi lại, dạ, thì coi như là chị cũng đang khá là vất vả trong cái việc mà đi tái khám lần hai. Dạ, tại em giờ cực lắm, hai đứa của hằng anh hai nó em không biết bệnh gì nữa. Lúc, ủa bệnh gì nữa? Lúc mà anh xuống là em nói nó bị dung đĩa chó mà xong đi xét nghiệm em cũng xét nghiệm mà uống thuốc giờ hồi nãy nó đòi đi mà mình mẩy nó nổi cứng hết trơn rồi em không dám cho nó đi. Nó nổi như thế nào? Nó nổi giống như là mề đay vậy đó mà không phải mề đay mà đi xét nghiệm người ta nói dung đĩa chó giờ mệt với cái hằng anh hai đó nữa. À, nhưng mà cái đó là cái hình tròn hay là cái hình nó nổi gì sao mẹ nó nổi nổi luôn. Một tròn tròn như nó nổi cứng mình hết trơn vậy đó. Dạ. Rồi cái mua thuốc nói đi khám thì nó nói bị dung đĩa chó. Ngứa không cô? Ngứa dữ lắm. Trời nó hai cái đầu nó sừng lên luôn á. Mua khám mà không ra bệnh luôn hả? Dạ, không ra bệnh. Mà sao mà rấy thuốc thì mua ấy thuốc hoài. Hồi nãy nó đòi đi mà em bắt chở mẹ nữa. Mà khám ở đâu vậy cô? Dạ khám ở dưới cầu Cống Bà Mười Cụ ngay chỗ cô anh á. Ủa cô không vô chở bé vô bệnh viện hả? Không có dắt vô bệnh viện á. Dạ vậy xét nghiệm xét nghiệm ngay bệnh viện cho lát thì vô nó uống nhưng mà vô đó là xét nghiệm nó gửi lên Sài Gòn. À. Xét nghiệm tư á anh. À. Gửi Sài Gòn nhưng mà nó cho uống thuốc mà không dung đĩa chó rồi bị cái gì tùm lum gan bị gan. Ủa mà uống hoài không bớt luôn. Dạ không bớt.
Rồi có phải có khám nữa hay sao á chứ. Chứ bây giờ để nó ngứa hoài sao được. Nó nổi bằng đầu nó tương cái tóc mình á, cũng nổi như vậy con trái vậy đó. Trời dữ vậy ha, nổi lên tới đầu luôn ha. Nổi hết luôn, còn không luôn. Bé này chưa hết mà lo tới bé kia nữa rồi. Rồi bố em đi Sài Gòn cái thằng này là ở nhà nó nổi điện lên nó khóc, trời ơi tỉnh sốt ruột mà chịu không nổi luôn, bắt thằng này nữa. Ngứa quá phải không? Họ ngứa quá chịu nó chịu không nổi. Dạ. Dạ. Rồi coi như là chắc là nhà hảo tâm cũng đã hiểu sơ sơ là chuyện nào chị mới lên khám lần hai, bữa mấy tay? Dạ là thứ tư tuần sau, nhưng mà thứ tư tuần sau cho 2 tuần, nhưng mà qua ngày thứ năm mình mới đi, là tại vì ông bác sĩ mổ. À gặp ngay bác sĩ ha. Dạ. Thứ năm tuần sau nữa đúng không? Dạ. Bữa nay mới thứ ba. Dạ. À là còn 9 ngày nữa mới đi. Dạ. À dạ rồi. Dạ. So ra là chị cũng rất là may mắn đó nghe. Dạ. Được sự yêu thương của nhà hảo tâm khác. Dạ em cảm ơn rất nhiều. Chứ không thôi là chị mà khám 2 triệu mấy rồi bây giờ là đứt luôn, là không còn khả năng để khám cho đứa kia rồi. Dạ. Bây giờ như thế này thì ngày hôm nay có thể nói là cái phần phước duyên của chị. Dạ. Thì cũng được một nhà hảo tâm khác hỗ trợ. Dạ. Dạ thì với cái phần quà này thì em nghĩ nếu mà được thì chị nên dắt đứa lớn đi khám luôn. Dạ. Để xem coi nó bị bệnh như thế nào. Dạ. Chứ mà bây giờ mà lo, nói chung là bây giờ trong khả năng là mình được hỗ trợ. Dạ. Thành ra mình có chi phí thì dạ, mình đi khám luôn coi đứa lớn mình bị như thế nào. Dạ. Chứ giờ để vậy hoài thì đâu có được. Hồi nãy tội nghiệp lắm, hỏi mẹ đâu, mẹ nói xuống, mẹ đi lên chùa chú Minh mà không xuống nhà mình đòi đi theo anh. Dạ. Mà em chở đâu được, với nó nổi nó ra gió gì cũng không được nữa. Dạ. Đó thì bây giờ như vậy thì sẵn dịp này. Dạ. Mình có sự hỗ trợ của nhà hảo tâm. Dạ. Thì chị nên đi khám luôn bé lớn. Dạ. Chứ để mà khi mà khám đứa nhỏ hết rồi không còn ai giúp nữa thì lúc đó chị không còn khả năng đi khám nữa đâu. Dạ, dạ. Bởi thành ra thôi sẵn cái dịp bên này có duyên á. Dạ. Thì chị dùng tấm lòng của nhà hảo tâm. Dạ. Để đi khám bé lớn luôn đi ha. Dạ. Dạ. Rồi mấy ngày thì chị có xin việc được chưa? Dạ em định xin vô, em đi tái khám về là em định gửi, miễn mẹ mà uống thuốc ngoài đó mẹ chịu thôi chịu. À. Rồi em gửi nhỏ này chắc em đi làm. Dạ. Chứ bây giờ cũng phải lo mà lo cho 2 đứa lần. Dạ. Ông xã chị có thường xuyên về thăm con không? Dạ. Rồi thôi thì hôm nay thì chia sẻ chị đầu tiên như thế này. Dạ. Thì ngày hôm nay á thì một nhà hảo tâm ở bên Đan Mạch. Đan Mạch. Dạ. Chị biết nước Đan Mạch không? Dạ không. Dạ đúng. Thì mình chỉ biết là đó một cái nước ở trên thế giới thôi. Dạ. Nhưng mà cộng đồng người Việt của mình cũng sinh sống trên đó rất là ít. Dạ. Thì bữa nay cô Xuyến dạ, là một nhà hảo tâm ở Đan Mạch. Dạ. Thì có tặng cho chị cái phần quà để cho chị lo cho bé Bảo An. Dạ. Tuy nhiên bây giờ mà đứa lớn của chị mà bệnh như vậy á, mà để cho nó bị vậy là không có chịu nổi đâu. Dạ. Thành ra chị có thể sử dụng cái phần quà của cô Xuyến. Dạ. Để lo cho 2 con của mình. Dạ. Nhất là dắt bé lớn đi khám kỹ lưỡng chi tiết. Dạ. Để xem có nó bị cái gì. Dạ. Ha. Dạ. Chứ mà để như vậy thì chị ăn không ngon, ngủ không yên đâu. Dạ. Ha. Rồi thì cô Xuyến gửi cho chị là 400 đô la Mỹ. Dạ. Chị biết 400 đô la Mỹ gì được bao nhiêu không? Dạ. 400 đô la Mỹ là chị được tới 10.200.000. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô Xuyến ở bên Đan Mạch. Dạ. Thì cô ấy cũng mong muốn là cái công đức phước đức này hồi hướng cho ông bà tại kinh. Dạ. Là ba mẹ của cô ấy. Dạ. Nhưng mà đã mất cũng một thời gian rồi. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô Xuyến sau khi coi những video. Dạ. Thì thấy thương mấy mẹ con gia đình của chị. Dạ. Đang trong cái tình cảnh ngặt nghèo. Đó thì cô Xuyến gửi đến cho chị 10.200.000. Dạ con cảm ơn cô Xuyến đã hỗ trợ cho con, cho con có tiền đi tái khám, với con lo cho hàng lớn của con đó, con cảm ơn rất nhiều, con cảm ơn cô Xuyến rất nhiều nữa. Dạ. Bữa nay mà chị nhận được phần quà thì chị cảm giác như thế nào? Dạ mừng lắm, tại vì có tiền đi tái khám lại cho bảo an rồi, với cho hàng lớn nữa. Dạ. Cũng biết là chị luôn luôn mà dành những cái phần yêu thương của nhà hảo tâm. Dạ. Dành cho con của mình. Dạ, dạ. Phải nói nhưng là mà lại xu quá, bữa đó ổng đi không có phá cửa, tại ăn trộm nó vô nhà nữa anh. Ủa có vụ đó nữa hả? Hả? Đi không gài cửa đó rồi kiểu như là móc cái cửa ngoài không rồi. Mà đi không phá ăn bà mất, để lại có chiếc xe nó vô, nó cũng lấy luôn chiếc xe của bà. Ủa cái nhà đó của chị mà ăn trộm nó cũng vô nữa hả? Tại vì không có phá cửa, cái cửa nó leo vô được ở được. Trên nó leo rồi xung quanh sớm không ai biết chứ hả? Dạ, thấy nhà cũng sang sát lắm mà. À, xác minh chiều người ta về. Trời ơi, rồi nó vô nó lấy cái gì? Nó vô nó lấy cái xe của bà. Là bữa chị đi tái khám hả? Dạ. Là lúc đó là cô có đi theo không? Mẹ đi theo. Trời ơi. Mà ai đi nó, vậy là nó canh hay sao mà nó biết nhà không có người chứ nè? Cái cửa ở ngoài lộ á. Dạ. Ở tên thì tấm lỏng mà
dạ. Nghĩ là không ai hết, nó leo vô. Rồi nó lấy chiếc xe. Nó lấy dạ, chiếc xe. Chiếc xe gì ạ? Chiếc xe quay Alpha hướng về. Dạ. Rồi giờ mấy mẹ con xe này mượn. Của ai? Em mượn. Trời ơi, em vậy đó hả? Em mất tiêu chiếc xe của ba để lại cho em chạy tới lui á, rồi nó vô nó lấy mất tiêu. Chứ để lại với chiếc xe. Vậy là chiếc xe hôm bữa mà dạ. Mấy mẹ con chị xuống hả? Dạ. Chiếc xe màu bạc bạc gì phải không? Màu đỏ. À màu đỏ hả? Chiếc quay ớt đó của ba để lại. Trời ơi, rồi mất bữa nào vậy? Mất cái bữa đi tái khám tuần lễ á. Bữa đi tái khám tuần lễ dạ. Là cũng mới đây. Dạ. Là mười mấy tây á ha. Dạ. Có ở nhà bà chị có camera mà không thấy, thấy mặt không rõ. Thì là nó vô buổi tối luôn. Vô buổi tối luôn. Rồi nó phá ổ khóa như thế nào ạ? Nó leo vô rồi nó cắt ổ khóa rồi nó vô nó đi rồi nó lấy xong rồi nó phá cửa lại rồi nó gài lại bình thường không ai biết gì trơn. Ờ vậy đó hả? Tới chừng về xong táo quả chân nó ổ khóa mà họt tay vô đặng lấy mở ra đó cái nó tụt lúc không dạ. Vô. Đã nghèo rồi mà gặp cái eo nữa, gặp khó khăn rồi mà gặp mấy thằng trộm cướp rồi nữa trời. Ở Sao người ta ở cái bên á, dạ. Ở Sao Gia bên mà sao không thấy mặt. Sao không thấy mặt có thôi dạ. À. Rồi còn cái cửa nhà sao ạ? Dạ cái cửa nhà. Nó có phá vô không ạ? Dạ phá vô lục tùm lum luôn. Mà không có gì trong nhà, không có gì trên cơ á, có nhiều á. Trời ơi, vậy đó hả? Vàng của bà kia cuốn đó nữa. Bởi vậy. Vậy là nó vô phòng nó lục hết luôn. Dạ lục tùm lum hết trơn. Vậy là coi như nó cắt hai ổ khóa luôn. Ổ khóa hàng rào ở ngoài để nó dắt chiếc xe dạ. Cắt luôn ổ khóa ở trong dạ. Trời ơi, thằng nào mà nó tàn ác dữ trời. Chắc chứ mà có đồ kỷ niệm, hay ha. Đồ kỷ niệm của ba để lại. Bởi vậy, ba chị mất năm trước còn có mỗi chiếc xe thôi. Dạ, có một chiếc xe mà. Rồi gọi giờ mình mượn chị mượn xe của ai vậy? Dạ, của chị kế bên. À, chị kế bên ha. Trời ơi. Giờ khổ đi đâu chứ. Không có xe đi. Bởi vậy. Dạ. Rồi mấy ngày là chị có còn đi bán hộp dịch cô mẹ không? Dạ còn. À dạ. Vậy là cô bán hay là chị bán? Ừ, cũng như em khỏe thì cô bán, còn Nguyễn không khỏe thì cô gì cô nghĩ nó lên nó lai like dần. Dạ. Dạ rồi, thôi giờ con gặp cô một cái. Dạ. Dạ, chào chị. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ, cảm ơn. À, sau khoảng thời gian mà hôm bữa cô về mà cô lấy thuốc về uống dạ. Thì cô thấy sức khỏe con như thế nào rồi? Thấy hôm bữa hổm thì lên tỉnh thì ấy thuốc nam á. Dạ. Thuốc nam với ổng cô uống đó miễn chén với mật ong á. Dạ. Thấy nó đỡ rồi sau này nó không chịu giờ ổng sang qua thuốc bắc. Dạ. Rồi 10 ngày 2 triệu mấy. 10 ngày tới 2 triệu mấy lần dạ, hả? Thuốc bắc á. Vậy là 200 mấy chục nghìn thang. Tại vì cái mục ông đó là cái mục đó nó hơi bự rồi. Dạ. Phải uống lại vậy thôi chứ giờ thuốc nam không lợi với cái kia. Rồi là phần quà hôm bữa là cô mua hết thuốc luôn hay sao? Dạ cũng còn. Cũng còn, dạ. Nhưng mà cô uống thì cô thấy cái thuốc mới như thế nào? Uống nó đỡ. À, ừ. Là nó không có đau nhức dạ. Hay như thế nào? Dạ. Nó đau mà cũng như hôm đó là 10 phần. Dạ. Giờ nó giảm cũng như còn lại 8 phần. À, ồ vậy hả? Giảm dữ vậy hả? Ừ. Vậy là coi như cũng, thấy cũng nó thành đỡ công đỡ. Rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ ra lại bữa hổm đi khám thì nó hở quanh tim 3 lá nữa. Dạ, ủa cô khám đâu nữa? Mình khám với Bến Tre. Cô bị mệt hả? Ừ, mệt á, đi lên đi sang hồi là phải mệt. Dạ, giờ dạ, đi khám đó ha. Dạ. Dạ, trời ơi, cuốn sổ gì bự dữ vậy nè. Khổ với Bến Tre á. Dạ. À, Nguyễn Đình Chiểu. Dạ, vậy là cô bị mệt thành ra cô đi khám luôn. Dạ, đi khám á. À, bây giờ nó chuyển qua là hở bên tim. Hở bên tim rồi dạ. Thiếu máu cơ tim gì tùm lum mất dạ. Nữa. Dạ. Coi như là cũng có siêu âm này nọ dạ, ha. Dạ có. Rồi hôm bữa cô khám hết bao nhiêu tiền? Khám có 1 triệu mấy hả? Triệu mấy? Dạ, nhưng mà có thuốc uống gì không ạ? Dạ nó cho to mà không có ra mua. Dạ. Sợ không hụt tiền rồi không có tiền gì là lấy tiền thuốc á. À. Không có mua cái to còn nảnh con này. Dạ, chủ yếu là mình đi khám để mình biết bệnh. Dạ. Rồi mình thấy về không biết nặng mình đi tỉ tiết. Vậy là lúc đó nếu mà cô trừ 1 triệu mấy thì lúc đó trong người cô còn bao nhiêu? Thì hôm đó 7 triệu mấy mà đi tới bên kia là hết 2 lần thuốc rồi. Dạ. 2 lần thuốc rồi mà cũng như là làm đó ổng mình lên mình lấy đó là đưa thuốc ổng là 5 triệu. Dạ. 5 triệu dưới này 1 triệu mấy còn dư được 1 triệu mấy. Dạ. Dạ. Rồi nhiêu đó thì đâu có đủ. Dạ. Thành ra là không dám mua thuốc luôn. Dạ không dám cho to ra mua mà cầm to về không dám mua. Chỉ khám vậy thôi. Dạ, dạ đi khám cho biết vậy đó. Dạ. Ở bên tim con cũng bị bệnh đó đó. Dạ. Nó lâu nó bị mệt phải không? Dạ. Dạ. Làm nặng hay dạ, là làm cái rồi. Gì đó nó gấp gáp dạ, là nó bị. Dạ. Dạ. Rồi thiếu máu cơ tim.
Dạ. Rồi cái bên cái phần bên gan á thì một bên nó bự là một bên 36, một bên 70. Dạ, mm đấy ha. Dạ. Dạ. Rồi nó để trong này nè. Nhưng mà cô uống thuốc mà thấy nó đỡ bắt thì đỡ lắm rồi. Thì sang qua thuốc bắt á thì không biết làm sao mà bây giờ ổng nói á, thì ổng nói mình vậy chứ mình cũng không biết ở trong mình làm sao ổng nói là bớt nhiều. À, là bác sĩ khám nói là ông thầy ông mày nói đó. À dạ. Thì chủ yếu là cảm giác cơ thể cô thôi. Cảm giác cô mà thấy đỡ thì coi như là nó cũng hiệu nghiệm. Dạ. Cái đợt này á, nếu mà nhìn theo cái gương mặt của cô á, nó ít có bị đỏ hơn lần trước. Dạ. Lần trước giống như cô bị lên máu vậy đó. Dạ. Nhưng mà lần này thấy có vẻ như cái thần thái của nó hơi tươi hơn chút xíu. Dạ. Chắc có lẽ là thuốc bắc nó cũng chịu phần nào với sức khỏe cô á. Bị lâu dài chứ không phải mà một thang dài thang mà hết. Dạ đúng rồi. Tại vì cái bụng nó hơi bự á. Dạ. Mà đỡ được cái là nó bớt bớt dạ. đau nhất cho cô là cũng dạ, đã rất là mừng. Nó đau là không ngồi dậy nổi luôn. Dạ. Tống còn, chết không? Còn mấy ngày cô còn bán hụt dịch không? Dạ còn. Mấy ngày hụt dịch rẻ quá rồi cô bán như thế nào cô nói con nghe thử. Bán hư thối luôn, có mười mấy ngàn chục, mười bảy ngàn chục. Rẻ quá trời rẻ luôn. Cái không ai mua rồi thối nó sang qua thối. Cái mắt thì khó bán. Dạ. Mà rẻ quá thì bán mắt thì cũng mình bán được luôn. Mà rẻ cũng như lùng đùng người ta ra người ta bán quá nhiều mình bán không lợi người ta. Dạ. Cũng như cái tâm giường đồ người ta ra người ta máy á, người ta bán còn miếng hụt mắt thì ít người bán. À. Mình bán được. Còn miếng hụt nhiều á, chỗ nào cũng có bán hết trơn, có mười mấy ngàn chục mà. À. Ừ. Mà hiện tại là cô mua vô là bao nhiêu? Nếu cô bán 17 ngàn chục là cô mua chục vô. Là có 2 ngàn. Giờ cô mua vô có nghĩa 15 ngàn. Ngàn mình bán 17 ngàn cũng như mình bán cho mau lẹ nặng mình lấy cái khác á chứ dạ. mình để ra lâu quá thì nó hư. Vậy là lời có 2 ngàn một dạ, chục mà dạ. một ngày cô bán được bao nhiêu trứng? Trời có 100 mấy, 200 tấn. À. Vậy lời có 20 mấy, 30 ngàn ha. Dạ đúng rồi. Mà chưa kể nhiều khi mình vận nó chuyển thì nó bể nữa. Nó bể nữa. Rồi bán không hết nữa. Bệnh rồi mình đi mà mướn đâu có nổi đâu rồi mình kê lên ngồi bán có nhiêu hay nhiêu. Thành ra phải kén đi ra bán. Dạ, một ngày là có 20-30 ngàn. Dạ. Rồi ngồi cái miếng thẻ thì nhỏ này nó mệt á thì về nhà nó lên nó ngồi nó bán giùm. Dạ. Rồi, vậy là mấy mẹ con bây giờ thu nhập ngày có 20-30 ngàn mà dạ. có bữa bán hết mà không nữa. Dạ. Chưa kể là hư hao nữa. Mẹ cho em ăn hộp dịch thối mà em thấy hộp dịch bên sợ bán dạ. qua giữa mà thối nhiều luôn ăn cơm. Trời ơi vậy ha. Bán không hết nữa ha. Dạ, rồi đem về nhà ăn. Dạ đem về nhà cũng như nó qua thối bán lâu ngày cũng như mình bán hết thì 2-3 ngày còn nếu không hết là 6-7 ngày thì sang qua giữa thối dạ. rồi. Về cái mẹ ăn giữa thối rồi đem. Mẹ cho ăn biết ngán luôn. Bởi vậy cũng khổ quá trời luôn. Dạ. Bán không hết mình lấy cái đó để ăn. Cái này em ăn hộp dịch cả tháng được nhưng mà em móc cái xe của ba em tiếc quá trời. Trời ơi, bây giờ bởi vì cái đó. Ủa cái đó mình thông báo công an. Bác công an mà công an nó xuống cũng không làm gì được, nó không thấy cái mặt nó lấy gì nó bắt nó nói giờ thấy cái lưng không thấy không. Như nó bịt khẩu trang á, nó bịt cái khẩu trang rồi ta nhìn cái mặt không ra. Như người ta thấy cái đó mà bây giờ nhìn mặt không ra rồi người ta nói dù làm sao mà. Bởi vậy. Nó xuống nó làm cho có hình thức thôi chứ không có gì. Thì coi như là người ta làm để người ta lưu lại giấy tờ. Dạ. Để sau này nếu mà lỡ có duyên hay gì đó gặp lại thì người ta cũng có dịnh vô đó người ta gửi trả mình. Dạ. Chứ mà giờ để kiếm mà không có thấy mặt thì nó cũng hơi khó. Dạ. Dạ. Mấy ngày đi xe ôm không? Trời ơi, rồi bán ngày là có 20-30 ngàn rồi chỉ dạ. đi xe ôm hết nhiêu? Ông ruộng ông ăn rẻ 10 ngàn, ông đi ăn rẻ 20, mà ông có theo mấy 15 ngàn cũng có nữa. Dạ. Ông thấy khổ á. Trời ơi, nhiêu đó. Mình bởi vì giờ mấy mẹ con sống mặn gì giờ? Từ nhờ từ hôm đó nay người ta cho gạo ăn. Dạ. Cũng như mỗi tên ở chỗ người bán người ta cho đồ ăn. Dạ. Cho đồ ăn cũng như mấy người cho rồi cái gì mà lấy cái nấy. Người ta biết ha, dạ. người ta biết hoàn cảnh của dạ, mình. Người ta biết. Dạ. 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 Người ta hỗ trợ. Dạ. Ủa rồi đứa nhỏ thì học rồi chị đưa bằng gì? Dạ em cho cái gian ở gần sớm nó có học trong trường đó, em cho cái gian. À có nghĩa là chị gửi người ta chở giùm con mình đi học. Dạ. Bởi vì mất ta, xe luôn. Con người ta đưa á, từ gần bên người ta đưa rồi có gian đưa cho nó đi vậy đó. Rồi lâu lâu mình phụ tiền xăng. Dạ. Tại vì chỉ biết gia đình hoàn cảnh vậy dạ. vậy đó. Chứ không thôi nếu người ta không chị thấy khổ quá mà chị đâu có nỡ lấy. Rồi thôi hôm nay thì chia sẻ với cô dạ. coi như là nãy giờ nhà hảo tâm cũng đã hiểu được thêm những cái sự khó khăn rồi. Dạ. Đang ngặt nghèo mà bây giờ bị lấy mất chiếc xe nữa. Dạ. Thì chứ hết biết nói thì sao luôn á. Không chết, không để lại có nhiêu á. Dạ.
Thì bữa nay thì cũng là cô Xuyến ở Đan Mạch. Dạ. Cô chia một cái phần quà riêng gửi dạ. tặng riêng cho cô. Dạ. Thì biết là trong nhà thì cũng sẽ sử dụng chung với nhau thôi. Dạ. Nhưng mà cô ấy chia thì nay con phải chia. Dạ. Dạ, thì cô Xuyến bên Đan Mạch tặng cho cô là 150 đô. Dạ. Dạ, cô biết 150 đô được bao nhiêu không cô? Dạ. Dạ, thì của cô sẽ được là 3.825.000. Dạ. Đây con gửi vô luôn 3.850.000 cho nó dễ. Dạ. Thì cô Xuyến cũng mong muốn là cái phước đức công đức này dạ. để gửi đến cho ông bà tại kinh là ba mẹ của cô ấy dạ. đã mất quá vãng dạ. vào khoảng thời gian trước. Thì cô Xuyến mong muốn số tiền này dạ. đỡ được cho cô trong cái vấn đề điều trị bệnh được dạ. phần nào hay phần đó thôi. Dạ. Tại vì căn bệnh của mình thì nó cũng lâu năm dạ. thành ra cái chi phí không thể nào mà một sớm một chiều mà hết dạ, được dạ. dạ, thì được phần nào hay phần đó, mừng phần đó đi dạ. dạ, thì đây là tấm lòng cô Xuyến dạ. tặng cho cô dạ. cô Xuyến ở Đan Mạch. Dạ, dạ, cảm ơn cô Xuyến nhiều. Tại vì được cái số tiền này đi thì mình rất cảm ơn đội ơn cô Xuyến dạ. dạ, thằng cho mạnh, cho hết bệnh, nặng sống với con cháu dạ. Và rất cảm ơn cô Xuyến nhiều dạ. Đó thì bây giờ cô chú anh chị thấy một hoàn cảnh gia đình thì chứ không thể ngờ được luôn, trời có vụ ăn trộm á. Ngủ nó không có coi YouTube hay gì á, hay là nó có coi nó biết đi khám hay sao? Nó biết mình đi á, rồi đóng cửa không có nhà. Dạ. Vậy là nó, con nghĩ là nó cũng đã me hôm bữa cái đợt đứa bé Bảo An đi mổ mắt phải không? Dạ. Bữa bé An mổ mắt là cô có đi theo không? Dạ có. Rồi vậy thôi, đúng rồi, nó me lúc đó nó thấy mấy ngày đó. À, là thành ra đợt sau tái khám cái là nó biết là mình đi vài ngày. Đợt sau là tôi con không có đi, hai mẹ con nó đi không à. Vậy là mất cái lúc mà là bé đi mổ ha. Rồi là đi tái khám lận nhỏ này là nó ấy không à. Dạ. Nó đi. Ta đi một người thì cho nó đỡ chi phí ha. À, đi tốn tiền xe quá rồi, hai mẹ con là đi bận đi là 500 mấy ngàn tiền xe. Rồi thôi thì ngày hôm nay thì con trao tấm lòng của những nhà hảo tâm dạ. như vậy. Dạ. Bé Bo An lại cảm ơn nhà hảo tâm này con. Bà Ken. Bố qua đây con. Con lại cảm ơn bà Xuyến đi con. Rồi con cảm ơn. Rồi con cảm ơn bà Xuyến đi. Con cảm ơn bà Xuyến. Đã giúp cho giúp con. Con. Có tiền. Có tiền. Trị bệnh. Trị bệnh. Cũng như giúp cho ngoại con. Giúp cho ngoại con bớt bệnh. Bớt bệnh. Và giúp cho mẹ con. Giúp cho mẹ con đỡ phần lo lắng. Phần lo lắng. Con xin hứa. Con xin hứa. Con sẽ cố gắng. Con sẽ cố gắng. Học tốt. Học tốt. Nghe lời. Nghe lời. Bà ngoại. Bà ngoại. Mẹ. Mẹ. Cha. Cha. Thầy cô giáo. Thầy cô giáo. Để sau này. Để sau này lớn lên. Lớn hơn. Con sẽ giúp. Con phải giúp. Những hoàn cảnh. Những hoàn cảnh. Khó khăn. Khó khăn. Giống như. Giống như. Con hôm nay. Con hôm nay. Ngoan. Ngoan. Dạ, chào tạm biệt con. Dạ. 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 Thì đó là tấm lòng của cô Xuyến gửi đến cho mấy bà cháu mẹ con. Dạ. Thì nếu có nhà hảo tâm nào mà yêu thương mấy bà cháu mẹ con nữa thì em sẽ liên hệ sau. Dạ. 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 Cảm ơn chúng mình nhiều. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi bây giờ thì mình về nghỉ ngơi nha. Dạ. Dạ, dạ rồi. Dạ, đem chai nước này vô uống đi cô. Dạ. Dạ thì chắc có lẽ là em sẽ xin kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có thể thấy là hoàn cảnh mà đang ngặt nghèo mà gặp cái tình trạng này thì nói chung là em cũng hết biết nói luôn là những cái thành phần như vậy luôn. Dạ, thì một lần nữa thì chân thành cảm ơn tấm lòng của cô Xuyến nhà hảo tâm ở Đan Mạch đã hỗ trợ là 550 đô để hỗ trợ cho hoàn cảnh của ba bà cháu. Và cũng không quên cảm ơn cô Ánh ở tại Mỹ đã hỗ trợ cho hai hoàn cảnh là hai mẹ bé mà có con bị bại não trong ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Chị đọc số điện thoại của chị để nhà hảo tâm nào mà có yêu thương á có thể là điện hỏi trực tiếp về hoàn cảnh của bé cũng như là địa chỉ nhà. 0837611557. Chị tên gì ạ? Dạ tên Xuyến. Dạ chị Xuyến. Ủa vậy là chị cùng tên với nhà hảo tâm ngày hôm nay ha. Dạ. Dạ rồi, vậy là chị Xuyến. Dạ, cô chú anh chị nếu mà có yêu thương mà bé cũng như là yêu thương gia đình ba bà cháu thì có thể là
gọi điện hỏi thăm để giúp cho ba bà cháu có thêm một cái phần nghị lực trong cái cuộc sống mà khó khăn vất vả hiện tại. Chào tạm biệt cô chú anh chị và chào tạm biệt ba bà cháu nha. Dạ, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn ạ.